cái gì của cái bộ phận này nó thấy.
xe đi làm đúng không? Nhà cũng muộn quá, sáng giờ. Ủa 8 rưỡi đúng không anh? Chủ nhật là 10 giờ. À, chủ nhật 10 giờ mới đi à? Không, 9 giờ thôi tại chỗ cái hẹn đó. Lên thì xích xuống cái tới rồi mà ngày cũng cởi á, 10 giờ 10 mấy. Rồi chúng ta cứ đổ thừa nhau rồi bỏ đi cắt về đây. Thank you.
Chịu không nên đã...
đây ra.
đây đúng rồi nè. Em muốn đây đây tụi mày. Thấy bột sắc sẵn á. Em mất em lên khô em tìm ăn nửa buồn không? Dạ. Cái tinh khô không? Tinh nhà. Mấy giờ thi đấy vậy? Thi hả? Không biết không, chứ đâu có đâu. Sao con đi vô chính? Ờ đi con, chính nhà chơi mà. Chơi cái chuyện gì vậy? Đi về chơi sớm. Đừng nói gì đừng giận, làm vậy mẹ con không ra nhiều lắm rồi đó. Con thiền xuống bớt rồi, thật sự là con giận dữ lắm. Ha ha ha.
Tặng thầy và tất cả quý Phật tử ở đây bốn câu thơ từ tâm con.
cái gì người ta không cho, dù là người ta cái của là người ta bỏ, người ta chưa cho phép mình lấy cũng không lấy, chứ đừng nói là lén lấy. Mà lén lấy, tại sao phải lén lấy, vì mình biết của nó sai, sai mới lén chứ. Không, mà đã biết lén lấy là đã biết sai mà vẫn làm thì cái này thành tội. Vô tình mà phạm thì là lỗi, biết sai mà cố tình thì vẫn là tội. Cho nên tội lỗi là hai cái hết. Cái accident đó là lỗi. Thí dụ lỡ mở cửa trúng ta đó, dạ tôi xin lỗi. Chứ đâu có ai lỡ trúng nó dạ xin tội đâu. Cố tình cho là lỗi. Mà thấy ta đang lung khung, đang nghe cầu thang, dạ muốn bị té rồi nó chú vui chơi, đây là tội. Cho nên khi đã đặt câu hỏi là lén lấy, nghĩa là biết sai, phải không? Mà biết sai mà vẫn làm thì tội. Mặc dù cái của đó của người ta, nhưng người ta chưa cho phép. Cho của là một, cho phép là một. Mà người ta chỉ mới cho có một, mà người ta chẳng cho của mà cũng chưa cho phép, mà người ta làm thì cái đó không nên. Quý vị nhớ cái chỗ đó ha. Why do we pray? Câu hỏi này của một em nhỏ 13 tuổi. You have to remember that when we pray, doesn't mean we pray to the Buddha, so the Buddha can give us or anything. But praying means you take your time and you review the teachings of the Buddha and make the teachings of the Buddha stay in you more strong, more firm, so you can take the teachings and apply it to your daily life. But first, you need to face it in front of the Buddha, because the Buddha is a symbol for you to direct your mind. And so when you bring out the Bible, the scripture to read, in order to remind you, if I just give you a book, maybe you don't read. But if you say, oh, I pray, you formally take the words. When you say pray, you mean you formally take the words, take the teaching into your life, into yourself. So now, you have iPad, you have iPhone, you need I pray. Con xin phép thầy cho biết mỗi Phật tử có thể quy y bao nhiêu lần trong suốt một đời mình. As many as you want. Cái vụ này nó cũng rắc rối lắm. Trước hết, quy y là gì? Quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là chúng ta quyền trở về, quay về để nương tựa với Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Chúng ta sống trong đời sống hàng ngày, chúng ta nương tựa gia đình. Người Phật tử nương tựa Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Phật là bậc thầy giác ngộ tỉnh thức chỉ dẫn cho mình. Pháp là con đường, là lời dạy của Phật, để chúng ta nương vào đó chuyển hóa khổ đau, sống đời an lành. Tăng là đoàn thể thực hành sống theo lời Phật. Như vậy Tam Bảo tự tâm ở trong mình. Một lần mình quy y, người thầy hướng dẫn cho mình lễ quy y là người thầy đại diện cho các thầy để quy y cho mình
sao
nếu mình nghĩ lại cậu đi tu chúng nó làm gì đâu mà mình cho. Mình tự ra cái này thì tùy theo mỗi hoàn cảnh chúng ta quán chiếu. Kính xin thầy từ bi hướng dẫn cho chúng con làm sao để thực hành thiền trong đời sống. Cái này đã có hoàn đó rồi, mình có thể thấy mọi hoàn cảnh và ứng dụng quán chiếu thiền tịnh. Con thích đi chùa lễ Phật, nhưng ba con thì có vẻ không thích con đi chùa lắm. Ba luôn bảo
chết sẽ đi về Niết Bàn. Thì cái này người ta chỉ lợi dụng từ ngữ Phật học mà người ta nói thôi, chứ còn thực chất đạo Phật đâu có Niết Bàn gì đâu mà tới. Niết Bàn đâu phải là cái chỗ để mình tới đâu. Niết Bàn là một trạng thái khi tâm mình không còn phiền não khổ đau là Niết Bàn chứ. Niết Bàn không phải là một cái destination, không phải là một nơi chốn để sau khi chết.
sống là chúng ta bỏ vô miệng nhai nhỏ nhỏ ăn cái đó rồi.
làm áo phân. Right.
chào cô. Chào cô.